học toán. Hello, thầy Hiếu chào các em học sinh. Ở trong cái video này, thầy Hiếu sẽ chữa cho chúng ta cái đề thi thử vòng loại của cái kỳ thi là TIMO năm 2024-2025. Thì trước hết là chúng ta sẽ cần phải làm cái đề này trước. Thì MathX đã gửi cái đề này cho chúng ta rồi, phải không? Bây giờ chúng ta làm xong rồi, chúng ta sẽ theo dõi thầy Hiếu chữa nhá. Bây giờ thầy có bài số 1. Trong một khu vườn có 20 cây cam và 10 cây táo, hỏi có tất cả bao nhiêu cái cây? Một bài toán rất là dễ, một bài toán là vô cùng là cơ bản. Chúng ta sẽ cộng lại, chúng ta được là 30. Chúng ta khoanh đáp án A. Các em lưu ý là chúng ta nên làm nhanh những cái bài dễ để chúng ta có thời gian chúng ta làm những bài khó. Bài số 2, nếu hôm qua là chủ nhật, hỏi 4 ngày nữa tính từ hôm nay, chú ý cái chi tiết này. Vậy hôm qua là chủ nhật thì hôm nay sẽ là thứ hai, và 4 ngày nữa chúng ta đếm, thứ ba là một này, thứ tư là hai này, thứ năm là ba và thứ sáu là bốn. 4 ngày nữa tính từ hôm nay. À, nó khác với là 4 ngày nữa tính cả hôm nay. Như vậy chúng ta sẽ có đáp án đó là phương án D là thứ sáu. Bài số 3, dựa vào quy luật dưới đây hãy tìm hình thứ 15 từ bên trái. Chúng ta thấy này, tam giác sao tròn vuông, tam giác sao tròn vuông. À đây. Chúng ta thấy bốn hình là một nhóm, đúng không? Bốn hình một nhóm. Vậy chúng ta có đến cái hình thứ 12 này. À, hình thứ 12 là hình vuông, hoặc là đơn giản là chúng ta có thể viết thêm. À, viết thêm như này. Vậy hình thứ 15 chúng ta sẽ viết lại đây là sao. Rồi, sau đó là tròn. Như vậy, chúng ta có đây là 12, 13, 14, 15. Đáp án của chúng ta đó là phương án C. Bài số 4. Khi Mary sinh ra thì mẹ cậu ấy 28 tuổi. Điều này có nghĩa là mẹ bạn ấy hơn bạn ấy 28 tuổi. Và năm nay là mẹ 32. Thì chúng ta sẽ thấy rằng năm nay bạn ấy sẽ là 32 trừ đi 28 là bằng 4 tuổi. Câu hỏi rất là thú vị, đó là hỏi người ta hỏi năm sau. Như vậy chúng ta sẽ phải lấy 4 cộng với 1 bằng 5. Và lúc này chúng ta chọn phương án B. Bây giờ thầy có bài số 5. Dựa vào quy luật dãy số hãy tìm số tiếp theo. Các em lưu ý cho thầy, chúng ta hãy quan sát cái dãy số này thì chúng ta thấy rằng ngay từ cái số hạng thứ hai, số hạng thứ ba nó đã có một sự đặc biệt. Đó là nó đang tăng lên 10 từ xong rồi nó lại xuống 5, xong rồi lại 8, rồi lại 7. Có nghĩa là cái dãy này nó cứ bấp bênh. Và chúng ta nghĩ đến cái việc như sau. Thầy sẽ chia cái dãy số này thành hai dãy nhỏ. Chúng ta sẽ thấy này, 3, 5, 7, 11. Thế còn ở đây chúng ta sẽ thấy là 10, 8, 6, 4. Vậy chỗ này sẽ là 2. Đáp án của chúng ta là C. Bây giờ thầy có bài số 6. Bài này chúng ta tính cái biểu thức này. 60 trừ đi 20 cộng với 45 trừ 10. Rất đơn giản. Cái này nó là 40. 45 trừ đi 10 nó là 35. 40 cộng với 35 chúng ta được kết quả là 75. Đáp án A. Bài số 7. Bạn Minh nghĩ ra một số, biết rằng nếu mà lấy số đó cộng với 18 rồi trừ đi 20 thì được số nhỏ nhất có hai chữ số. A cộng với 18 trừ đi 20 được số nhỏ nhất có hai chữ số là số 10. Vậy từ đây chúng ta thấy rằng là A cộng với 18 sẽ bằng 10 cộng 20. Đúng không? Và chúng ta có là A cộng với 18 sẽ bằng 30. Đến đây chúng ta tính được A bằng 30 trừ đi 18. Chúng ta sẽ có kết quả A bằng 12. Đáp số của chúng ta đó là phương án C. Bài số 8. Hãy tìm số bị che bởi bông hoa trong hình dưới đây. Thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái gì nhỉ? Chúng ta sẽ tính được cái vế bên phải. Vế bên phải là 41 này. Đây là 15. Đúng không? Chúng ta sẽ lấy 41 trừ đi 15. Chúng ta được kết quả là 26. Và bông hoa của chúng ta có giá trị là 26. Chúng ta lựa chọn phương án D. Bài số 9. Dựa vào quy luật tính tổng của số thứ 9 và số thứ 10. Vậy trước hết là chúng ta phải phát hiện ra quy luật đã. Quy luật của chúng ta như sau. 1, 4, 7, 10. Chúng ta thấy đây là cách 3 đơn vị. Đúng không? Cách 3 đơn vị. Vậy bây giờ chúng ta sẽ tính. Chúng ta sẽ viết thêm để chúng ta tính. 19 này, đây là số thứ 7 rồi. 22 là số thứ 8. 25
là số thứ 9, 28 là số thứ 10. Vậy tổng hai anh này chúng ta sẽ được kết quả là 53. Bài số 10 cho x, y là hai chữ số khác nhau, hỏi giá trị của y bằng bao nhiêu? À, thế thì chúng ta sẽ thấy này, bây giờ chúng ta thấy hiệu của x, y trừ đi y là bằng 32. Thế thì x chúng ta sẽ thấy là x không thể nào mà bé hơn 3 được. Vậy chúng ta sẽ thử trường hợp 1, chúng ta cho x bằng 3 đi. Thì chúng ta có là 33 trừ đi y phải bằng 1 để kết quả của nó là 32. Thế còn cái tình huống nữa đó là x có thể bằng 4 thì sao? Chúng ta thấy là 44, nếu mà cùng lắm là y bằng 9 thì 44 trừ 9 là nó đã bằng 35 rồi. Như vậy là với x lớn hơn 4 thì càng không được. Vậy chúng ta sẽ có kết quả là y của chúng ta sẽ bằng 1. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 11. Đề bài như sau. Có bao nhiêu số lẻ có hai chữ số? Vậy thì chúng ta phải nhớ cho thầy là các số có hai chữ số nó sẽ là từ 10 cho đến 99, đúng không? Và chúng ta sẽ có 90 số có hai chữ số. Ok. Chúng ta có 90 số có hai chữ số, thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là số lượng các số lẻ nó bằng số lượng các số chẵn trong 90 số này. 10 là số chẵn này, 11 là lẻ, 12 lại là chẵn, 13 lại là lẻ, cứ như thế. Thì chúng ta có thể thực hiện phép chia là 90 chia cho 2 là bằng 45. Đúng không? Đấy, với các bạn lớp 2 thì có thể là cái phép chia này nó khó khăn. Tuy nhiên là cái kỳ thi này này, cái kỳ thi TIMO này ấy, nó có một số những cái kiến thức mà nó vượt quá cái chương trình của toán lớp 2 của Bộ Giáo dục của Việt Nam. Thế nên là chúng ta cũng để mà thi tốt thì chắc là các bạn cũng sẽ phải học trước một số những cái kỹ năng tính toán nhá. Bây giờ chúng ta có bài số 12. Dựa vào quy luật dưới đây hãy tìm số thứ 8 trong dãy số. Ở đây chúng ta đã có sẵn là 5 số rồi. Bây giờ mình sẽ tính, đây là 4, khoảng cách là 4 này. Rồi, anh này khoảng cách cũng là 4 này. Anh này cũng là 4 này. Anh này cũng là 4. Vậy thì chúng ta viết tiếp thôi. Ở đây là cộng 4 chúng ta sẽ được là 31. Cộng 4 chúng ta sẽ được là 35. Đây đã là số thứ 7 rồi. Và tiếp theo chúng ta được số 39. Rất đơn giản, phải không? Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 13. Lớp 2A có 40 học sinh, lớp 2B có 36 học sinh. Hỏi cần phải chuyển bao nhiêu học sinh từ lớp 2A sang lớp 2B? Thế thì cách làm rất là đơn giản như sau. À, như vậy là lúc đầu một lớp là 40, một lớp là 36. Vậy bây giờ mình giả sử như là lớp 2B đang là 36, lớp 2A đang là 40. Thế bây giờ mình để làm cho bằng nhau thì mình sẽ chuyển. Nếu như mà đối với chúng ta có thể làm bằng cách là nếu chuyển một bạn thì chúng ta được là 37. Đây là 39. Chuyển hai bạn chúng ta có là 38 và đây là 38. Chúng ta thử, đúng không? Tức là chúng ta chuyển hai bạn. Tuy nhiên có một số bạn nó sẽ đặt câu hỏi, thưa thầy là nếu mà thầy cứ làm như thế thì cái khoảng cách nó lớn, tức là hai cái lớp này chênh nhau nhiều thì thầy thử đến bao giờ? Thì thầy có một cách khác, đó là đây nhá, cách hai này, thầy giả sử là 2A và 2B đều là 36 bạn, đúng không? Đấy, mình coi như là tất cả đều là 36 đi. Rồi, ok, mình coi tất cả đều là 36. Thế thì lúc này lớp 2A nó thừa ra 4 bạn. Đấy, thừa ra 4 bạn thì mình chia đều vào hai lớp, chúng ta có 4 chia 2 bằng 2. Đấy, tức là mình đã phải chuyển đi hai bạn sang lớp 2B. Rồi, bây giờ chúng ta tiếp tục bài số 14. Năm bạn nhỏ có tổng số bóng bay là một số chẵn. Hai bạn có số bóng bay là lẻ và hai bạn có số bóng bay là chẵn. Hỏi cái bạn còn lại. Thế thì năm bạn đúng không? Năm bạn chúng ta có năm bạn có tổng số bóng bay là một số chẵn. Đây, năm bạn tổng là số chẵn. Thế mà người ta bảo hai bạn nào đó có số bóng bay là lẻ, như vậy thầy giả sử tổng hai bạn này là lẻ. Và hai bạn nào đó có số bóng bay là chẵn, giả sử hai bạn này có số bóng bay là chẵn. Vậy chúng ta thấy này, lẻ cộng chẵn là bằng lẻ. Vậy lẻ cộng với số nào để bằng chẵn? Thì chúng ta thấy là cộng với một số lẻ để cho kết quả là chẵn. Như vậy, bóng bay của bạn còn lại sẽ là một số lẻ. Bài số 15. Điền dấu thích hợp vào chỗ trống để được phép tính đúng. À, bây giờ mình sẽ thấy rằng là để kết quả là 14. Ở đây mình chỉ điền, à đây người ta cho sẵn đáp án này rồi. Quá dễ. Chúng ta sẽ có ngay là phương án C,
10 trừ 4 trừ 2 là bằng 4, cộng với 10 là bằng 14. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ làm, chúng ta còn bao nhiêu bài nữa? Chúng ta còn phần hình học và phần tổ hợp. Như vậy chúng ta còn 10 bài nữa. Chúng ta bắt đầu nhé. Lucy xếp chồng các khối lập phương y hệt nhau. Hỏi bạn ấy cần bao nhiêu khối lập phương? Chúng ta đếm nào. Chúng ta sẽ đếm thấy ngay. Đây, chúng ta có là 1, 2, 3, 4 này. Đây là 5 này. Cái phía bên này là cái 5 này đây. Đây là 6 này. Đây là 7. Xong cái dưới bên này là 8. Đây là 9. Và đây là gì? 10. Chúng ta sẽ thấy ngay. Bạn ấy cần 10 khối. Được chưa nào? Thầy chọn cái màu đỏ đi. Sao cái màu màu nó đi đâu hết rồi mà không thấy màu đỏ nhỉ? Đây. Chọn cái màu đỏ này đi. Rồi, ok nha. Bài số 17. Hỏi, có thể nhìn thấy bao nhiêu hình vuông nhỏ nếu nhìn từ nhìn hình dưới đây từ đằng trước? Tức là mình nhìn từ đây lại thì có bao nhiêu hình vuông nhỏ? Nhìn từ đây lại này, có bao nhiêu hình vuông nhỏ? Chúng ta sẽ thấy nhìn ở đây chính là chúng ta nhìn được mặt trước. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thế còn mấy cái kia là bị khuất hết rồi. Chúng ta có đáp số là 7. Bài 18, hình dưới đây có bao nhiêu hình vuông? Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đếm những cái hình vuông nhỏ kích thước có một ô vuông. Chúng ta thấy ngay là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và đây là 10. Như vậy hình nhỏ này chúng ta có 10. Bây giờ chúng ta sẽ đếm những cái hình vuông gồm 4 ô vuông ghép lại, đúng không? Đó sẽ là những cái hình vuông gồm 4 cái ô ghép lại như thế này. Chúng ta thấy nhá. Đây là được 1 này. Đây là được 2 này. Hết chưa? Hết rồi, đúng không? Chúng ta được 2. Bây giờ mình có cái hình vuông nào mà ghép bởi 9 ô vuông không? Tức là hình vuông kích thước 3 x 3. Chúng ta thấy không có, đúng không? Như vậy là đáp số của chúng ta cho bài toán này là 10 cộng 2 là bằng 12. Chúng ta lựa chọn phương án C. Bài số 19 có nhiều nhất. Chúng ta lưu ý cho thầy cái từ khóa là nhiều nhất. Bao nhiêu đường thẳng được tạo bởi 7 điểm trên một mặt phẳng? À, 7 điểm trên một phẳng. Muốn tạo được nhiều nhất các đường thẳng tạo bởi 7 điểm một phẳng thì chúng ta sẽ phải chọn 7 cái điểm đó sao cho nó không thẳng hàng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thế thì từ 2 điểm chúng ta sẽ kẻ được một đường thẳng. Đúng không? Ví dụ như thế này. Như vậy từ cái điểm thứ nhất này chúng ta đã kẻ được 6 đường thẳng với 6 điểm còn lại. Sau đó, bây giờ từ cái điểm thứ hai này, chúng ta không nối lại điểm thứ nhất nữa bởi vì đã kẻ rồi. Bây giờ chỉ ta nối điểm những cái điểm tiếp theo thôi. 1, 2, 3, 4 và 5. Như vậy chúng ta cộng với 5. Và tương tự như thế, chúng ta cộng với 4, chúng ta cộng với 3, cộng với 2, cộng với 1. Chúng ta sẽ được là 21 đường thẳng. Ở cái bài toán này nó sẽ tương tự như cái bài toán là chúng ta có 7 người, chúng ta bắt tay lẫn nhau hỏi chúng ta có bao nhiêu cái bắt tay, phải không nào? Bài số 20, dựa vào quy luật dưới đây có bao nhiêu hình tam giác trong 20 hình đầu tiên? Nào, chúng ta sẽ có này, bao nhiêu hình tam giác trong 20 hình đầu tiên? Chúng ta sao tròn tam giác vuông tam giác xong rồi lại sao tròn tam giác vuông tam giác. Như vậy chúng ta thấy là 5 hình một nhóm, đúng không? 5 hình một nhóm. Vậy trong 20 hình đầu tiên thì 20 chia 5 bằng 4, chúng ta có 4 nhóm. Câu hỏi đặt ra là có bao nhiêu hình tam giác? Vậy mỗi một nhóm này chúng ta có 2 hình tam giác, chúng ta lấy 4, 2 nhân với 4 và chúng ta được là 8 hình. Ok nha. Bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục với bài số 21. Một cửa hàng muốn cho số bánh sau vào hộp 4 hộp. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu miếng bánh, biết rằng các hộp đều có số miếng bánh như nhau. À, ở đây 2, 4, 6, 8, 10, 12. 12 mà cho vào 4 hộp, chúng ta có 12 chia 4 bằng gì? Bằng 3. Như vậy là chúng ta sẽ thấy rằng là mỗi một hộp sẽ có 3 chiếc bánh. Bài số 22. Sắp xếp các số sau từ bé đến lớn để tìm số thứ tư. Nào, bây giờ mình sắp xếp này. Đây là số thứ nhất, 12 này. 15 là số thứ hai, sau đó 28 là số thứ ba, rồi 37 là số thứ tư, 42 là số thứ năm, 49 là số thứ sáu,
53 là số thứ 7, 78 là 76 là số thứ 8. Như vậy tìm số thứ tư đó chính là số 37. Thầy có bài tiếp theo là bài 23. Peter chọn hai chữ số khác nhau. Ở đây là chọn, đây bỏ cái này đi. Peter chọn hai chữ số khác nhau từ 1, 3, 4, 6 để lập thành các số có hai chữ số. Hỏi trong đó có bao nhiêu số chẵn? Vậy để có số chẵn thì cái chữ số ở hàng đơn vị nó phải là số chẵn thì nó phải là 4 hoặc là gì? Hoặc là 6. Bây giờ mình viết liệt kê này. Chúng ta có là 14, 34 hoặc là 64. Bên này chúng ta có 16, 36 hoặc là 46. Như vậy chúng ta sẽ có là 6 số chẵn. Ok chưa? Bài số 24. Có 4 bạn gồm Amy, Ben, Cindy và Dan tham gia một buổi học cờ vua. Cứ hai bạn bất kỳ chơi với nhau một ván, hỏi có bao nhiêu ván cờ trong buổi học đó. Đấy, thì cái này nó cũng giống như là chơi bắt tay này. Đấy, A này, B, C, D. Chúng ta nối A với B một ván, A với C là hai ván, A với D là ba ván, như vậy được 3. Sau đó chúng ta B với C và B với D, chúng ta được là 2 nữa, 3 cộng 2. Và cuối cùng chúng ta được C với D cộng 1 nữa, chúng ta được là 6. Đúng không? Rồi, bài số 25. Các số tự nhiên từ 1 đến 9 được điền vào các hình ở hình bên, hình tròn ở hình bên sao cho tổng 3 số ở mỗi một đường thẳng. Đây, chúng ta nối 3 số một đường thẳng thì bằng nhau. Hãy tìm số được điền vào hình A, tổng 3 số ở mỗi một cái đoạn này bằng nhau. Hãy tìm số ở A. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ phải thử điền thôi. Các bạn sẽ thấy rằng nếu như mà thầy điền hết lại, thầy tính tổng 3 cái này thì nó chính là tổng của 9 số từ 1 đến 9, đúng không? 1 cộng 2 cộng 3 cộng vân vân cộng đến 9 là bằng 45. Đó, đúng không? Thế thì chúng ta chia cho 3 đi. 45 chia cho 3 sẽ bằng 15. Tức là một cái hàng như thế này nó sẽ là tổng, nó sẽ là 15. Rồi, thế thì chúng ta được đây là 5. Đúng không? 5 thì chúng ta sẽ điền ở phía dưới này, chúng ta được là 9, 9 cộng 1 này. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ điền tiếp đi. Các bạn sẽ thấy rằng là bây giờ mình thử điền, đúng không? 1, 3, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bây giờ số 7 điền rồi, số 9 điền rồi, số 5 điền rồi, số 1 điền rồi, số 3 điền rồi. Bây giờ chúng ta phải điền tiếp những cái số còn lại. Vào đây, chúng ta có số 2, số 4, số 6, số 8. Thì chúng ta thấy là 4 cộng 5 cộng 6 là bằng 15. 2 cộng 5 cộng 8 cũng bằng 15. Vậy bây giờ mình phải điền như thế nào? Thì cái số 8 nó không thể ở đây được rồi, đúng không? Số 8 ở đây thì 8 cộng 9 lớn 15, số 8 cũng không thể ở đây. Số 8 cũng không thể ở đây. Vậy số 8 nó chỉ ở đây thôi. Đây là 2. Đó, thế thì 8 cộng 3 cộng 4. Đấy, đây là 6. Ok chưa? Kiểm tra lại một lần nữa. Tổng hết đều bằng 15. Một bài toán này cũng khá là thú vị và nó xứng đáng là bài cuối cùng của đề thi. Rồi, như vậy là thầy Hiếu đã chữa xong cái bài cho chúng ta rồi. Tất nhiên là thời gian thầy chữa nó hơi nhanh bởi vì là thầy mặc định là chúng ta đã làm bài rồi. Nên là nếu như bạn nào cảm thấy chưa hiểu, chúng ta có thể xem lại video hoặc là chúng ta làm lại một lần rồi chúng ta so sánh với kết quả của thầy. Chủ nhật tuần này thì chúng ta thứ bảy chủ nhật tuần này chúng ta thi rồi, nên là thay mặt cho các thầy cô ở trường toán online MathX, thầy Hiếu gửi lời chúc tới các bạn học sinh, các con học sinh làm bài thật tốt vòng thi vòng loại để chúng ta thăng tiến vào vòng quốc gia, vòng chung kết, chúng ta giành lấy những cái huy chương vàng, huy chương bạc và huy chương đồng để mang về cho thêm vào bảng thành tích đã rất là rực rỡ của chúng ta rồi. Rồi, chào tạm biệt và chúc các con học sinh thi thật tốt, bình tĩnh, tự tin và làm bài thật tốt nhá. Để xem thêm nhiều video và nhiều bài học hay hơn nữa thì các em học sinh hãy vào mathx.vn. Đây là website của thầy Hiếu được xây dựng với rất nhiều tâm huyết. Ở đây có rất nhiều những nội dung để chúng ta có thể học từ lớp 1 cho đến lớp 9 cũng như là thi vào cấp 3, thi vào cấp 2 và ôn các kỳ thi học sinh giỏi. Có rất nhiều những nội dung, đó là ví dụ như là học toán hàng tuần, ôn tập hè, toán tư duy Singapore và các bài toán tư duy chọn lọc, các chuyên đề nâng cao cũng như là các kỳ thi học sinh giỏi. Các em hãy đăng nhập vào matic.vn để học cùng thầy Hiếu. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.